Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy các vị cổ đức tiên hiền thánh nhân, Đức Thánh Nhân Khổng Tử, Tiên Nhân Lão Tử, Đức Chúa Giêsu, Tiên Tri Muhammad và các vị cổ đức tiên hiền thánh nhân khác. Hôm nay là mùng 1, cũng có một chút yên lành về Đạo Pháp. Chúng ta sẽ nói về đề tài đời là 7 khổ, 8 nỗi khổ chính ở trên đời. Nên vì sao Đức Phật khi xưa lúc còn làm Thái tử ở trong cung vàng điện ngọc có vợ đẹp con ngoan mà Ngài lại buông bỏ, từ bỏ để đi tìm con đường sát ngộ giải thoát? Từ khi nhỏ, Ngài đã nhận ra cuộc sống là vô thường, vô ngã, khổ đau. Ngài thấy 8 nỗi khổ chính trên đời đó là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa, khổ, thù ghét gặp gỡ, khổ, muốn mà không được, khổ. Rồi bị thân ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức của chúng ta đòi hỏi những tham muốn này kia làm chúng ta khổ. Rồi thứ nhất sanh khổ khi được tạo ra từ tinh cha huyết mẹ, là một bào thai trong bụng người mẹ được tạo ra qua con đường giao hợp, qua con đường ái dục của người cha và người mẹ mà tạo ra một sinh linh ở trong bụng mẹ, là trong một cái môi trường bức bối, chật hẹp, nóng bức, cũng gần như ở trong là lửa. Rồi khi mà sanh ra qua được tử cung của người mẹ, người nữ, cũng giống như chui ra khỏi cái khe đá, cũng rất là đau đớn. Cho nên mỗi đứa trẻ khi sinh ra trên đời này thì hầu hết tất cả đều khóc. Chỉ một vài trường hợp đặc biệt là những đứa trẻ đó sinh ra không có khóc thôi. Bởi vì cái sinh linh mà khi đã đầu thai chuyển kiếp mà rơi xuống trần gian này phải biết, khi mà ra làm người còn trở lại cõi trần gian này là còn khổ, còn nghiệp mới còn đầu thai. Dù là sinh ra trong nhà vua chúa quan quyền, giàu sang phú quý đi nữa cũng không thể thoát khỏi cái vòng phiền não sanh lão bệnh tử và những nỗi khổ khác. Rồi nói tới tuổi già thì cũng khổ, từ nhỏ tới lớn cũng đã rất là nhiều khổ đau. Đến tuổi già thì ốm đau bệnh tật hành hạ, mắt mờ tai điếc, đau nhức xương khớp, rồi con người thì bị lú lẫn, vân vân, bị bệnh tật hành hạ, thân thể già nua xấu xí, bị nhiều người khinh chê, vân vân. Rồi đến cái chết rất là đau đớn khổ sở. Nếu mà người đó khi sống mà tạo nhiều ác nghiệp thì khi mà lâm chung rất là đau đớn, sẽ bị nghiệp hành
và vì những oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp và kiếp này đến đòi mạng đến hành hạ chúng ta, bị ma quỷ âm binh âm sai đến bắt hồn, rất là đau đớn, rất là khổ. Nói về nỗi đau của cái chết mà so ra, thí dụ như con cua mà bị bỏ vào nồi nước sôi thì cái chết còn đau gấp đớn gấp nhiều lần như vậy. Hay là một cái tấm vải mà bị xé to, vân vân. Thì đã sanh ra là người thì không ai có thể tránh khỏi cái chết, dù là thánh nhân đi nữa. Cho nên những vị mà tu hành đắc đạo có thể làm chủ sanh tử mà ra đi một cách thanh thản nhẹ nhàng thì cái chết nó mới nhẹ nhàng, ít đau đớn. Hoặc là những vị niệm Phật vẫn sanh thì ra đi cũng thanh thản, được Phật A Di Đà đến đón thì rất là vui vẻ hoan hỷ, không có đau đớn, không có sợ hãi. Còn những vị, những người nào mà khi sống cậy quyền cậy thế, ý mình giàu có, làm nhiều chuyện xấu ác, dù là ở trần gian này hưởng được phước lành sung sướng vinh hoa phú quý, thì khi chết cái nghiệp báo cũng sẽ trổ ra, sẽ bị đọa vào ở đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn phước của họ hưởng thì ở trần gian này thôi. Dù là vua chúa quan quyền hay là giàu sang phú hộ gì cũng không thể thoát được. Nhân quả nghiệp lực, nhân quả ba đời không sai biệt, xa trả con cháu gần trả mình. Cho nên khi còn là thái tử, ngài đã nhận ra được nỗi khổ ở trần gian, nên ngài quyết chí buông bỏ cung vàng tiền học vợ đẹp con ngoan để đi tìm con đường giác ngộ giải thoát khỏi khổ đau phiền não sinh tử luân hồi. Ngài biết vướng vào vòng ái dục tình, có nam có nữ lấy nhau, có sinh con đẻ cái là cũng đã có khổ, có ác, có tạo nghiệp. Khi một người nam mà lấy một người nữ mà làm cho người nữ phải có thai, mang nặng đẻ đau là đã có tạo ác. Có nhiều trường hợp người nữ sanh khó thì chết người mẹ mà cứu được người con, có trường hợp thì chết cả hai. Nhưng mà nói theo nhân quả sanh tử thì khi đã tạo ra một sinh linh trên thế gian này là cũng là tạo thêm một cái nhân khổ đau phiền não sanh tử luân hồi, tạo thêm một cái chết, tạo thêm một cái nhân tranh giành tham sân si. Còn sống trên đời trên thế gian này mà những vị thánh nhân đoạn trừ được những tham muốn trần tục, tu hành giải thoát thật sự thì cũng chỉ là số ít thôi. Những người giữ được ngũ giới là đã ít, không làm cái điều ác là ít rồi, mà nếu hành được các điều lành, thành được thập thiện lợi nghiệp thì càng ít trong thời buổi mạt pháp hạng quân này. Cho nên khi chúng ta đã hiểu đạo, chúng ta cố gắng hạn chế tối đa những việc ác, rồi làm được những điều lành nào thì làm, trong khả năng chúng ta được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu chúng ta giữ được ngũ giới, được ba giới trở lên thì chúng ta sẽ không mất thân người. Còn nếu mà khi sống chúng ta mà không giữ được mà tối thiểu ba giới thì coi như là chắc chắn ngày sau chúng ta sẽ đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và ba cái năm, ba năm tội ngũ nghịch lớn nhất là giết cha, giết mẹ, giết thánh nhân, giết a la hán, rồi phá hòa hợp thân, là cản trở phá hoại việc tu hành của những người tu hành. Rồi làm thân Phật chữ máu, là Phật đã
Phật đã tịnh rồi thì cái tội đó là tương đồng với việc mà đập phá, phá hủy chùa chiền, đền miếu, những cơ sở thờ tự tôn giáo để khuyên người đời hướng thiện tu hành tin nhân quả, là tội đó cũng ngang với tội làm thân Phật chảy máu. Rồi kế là cái nghiệp sát, mỗi ngày chúng ta sát sanh ăn thịt muôn loài cũng là tạo nghiệp rất nặng, dù chúng ta không trực tiếp giết nhưng chúng ta ăn thịt của chúng sanh, heo, bò, gà, vịt, trâu, chó, vân vân. Chúng ta cũng gián tiếp tiếp tay cho người giết. Nếu không có người ăn thịt thì sẽ không có người giết để mà bán thịt cho chúng ta, cho nên ngày ngày chúng ta còn sát sanh ăn thịt là đồng nghĩa với chúng ta có cộng nghiệp với những người sát sanh, những người đồ tể. Hầu hết những nhà lập nghề đồ tể thì có thể trước mắt họ có chút lợi lộc, nhưng những gia đình này thường không có hậu quả tốt. Hằng ngày trong bát canh ăn, quán sâu như biển, hằng thành non cao, muôn hay nặng kiếp binh đao, lắng nghe là mổ tiếng gào trong đêm. Máu thịt thảm thê đủ vị ngon, chung quy thống khổ thật khó bày. Tự hỏi nếu mình nơi chốn ấy, ai dám cầm dao cắt tự thân. Những con vật cũng là những sinh linh, biết đau đớn, biết vui, biết buồn, biết thương, biết ghét. Chúng cũng có tâm tư tình cảm, cũng gần giống như con người chúng ta, nhất là những loài mà thú lớn mà đã có máu đỏ như con người chúng ta. Còn giờ trừ những động vật thấp còn nhỏ thì linh hồn của chúng còn yếu, chúng chưa có máu đỏ như con người chúng ta, thì chúng ta ăn những con này, giết những con này thì cái tội sẽ nhẹ hơn. Thí dụ cơm, tôm, cua, cá, tép nhỏ thì linh hồn nó yếu hơn những con lớn đã có máu đỏ. Trong con người chúng ta thì linh hồn của chúng mạnh hơn, chúng sẽ báo oán nhiều hơn. Ví dụ chúng ta giết nhiều con tép nhỏ thì tội không nặng bằng giết một con gà, con vịt, con chó. Rồi thí dụ chúng ta giết nhiều con gà, nhiều con vịt, nhiều con chó thì tội không nặng bằng giết một con người. Cho nên nếu một đời, một kiếp mà chúng ta sát sanh ăn thịt là chúng ta giết không biết bao nhiêu con, là chúng ta ăn vào cơ thể không biết bao nhiêu con, cơ thể chúng ta sẽ biến thành cái mộ chôn của biết bao nhiêu sinh linh, tội nghiệp rất là nặng. Rồi nếu mà khi dẫn khí chúng ta suy thì chắc chắn chúng sẽ đến tội mạng. Cho nên nhiều trường hợp những người làm nghề đồ tể, làm nghề giết heo, khi lâm chung bị hành rất là khổ, họ kêu giống như con heo. Và nếu mà chúng ta ăn thịt nhiều thì cũng dẫn đến rất là nhiều bệnh. Trong thời hiện đại, ví dụ như tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, ung thư, v.v. Thịt đỏ và sữa động vật là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ung thư. Cho nên dần dần chúng ta hiểu đạo, chúng ta quay về ăn uống sống thuận theo tự nhiên, ăn uống thuần thực vật thuận theo tự nhiên, mà nếu theo lối thực dưỡng nhân sinh được nữa là càng tốt. Rồi đến cái khổ là thương yêu xa lìa. Thí dụ như người thân chúng ta không được sống chung, hay là người thân chúng ta sớm muộn gì rồi cũng sẽ có người ra đi. Có khi người trẻ đi trước, người già cũng có, nhưng thường thì người lớn tuổi sẽ đi trước. Chắc chắn ai cũng phải trải qua những nỗi đau này.
cũng là khổ. Cho nên nếu chúng ta giác ngộ hiểu đạo, chúng ta dẫn dắt nhau lên con đường giác ngộ giải thoát, kiếp này đời này ráng tu hành giải thoát sinh tử luân hồi, vãng sanh cực lạc quốc, không còn trầm luân trong cõi ta bà khổ đau nữa. Rồi cái khổ thù ghét gặp gỡ, sống trên thế gian này chắc chắn ít nhiều chúng ta cũng sẽ bị ghét, có người thù ghét chúng ta. Dù chúng ta sống tốt đến cỡ nào thì cũng sẽ có người ghét. Khi chúng ta sống tốt thì ít nhiều chúng ta cũng sẽ có đụng chạm đến quyền lợi của những người không tốt, những người xấu, thì chắc chắn những người đó sẽ ghét thù chúng ta. Ví dụ chúng ta khuyên người ta ăn chay hoặc thắt xanh, khuyên người ta được có rượu bia cà phê thuốc lá, thì những sẽ đụng đến những người mà hoạt động trong những cái lĩnh vực này thì họ sẽ thù ghét chúng ta, vân vân. Nhiều trường hợp khác, ví dụ hàng xóm mà chúng ta tụng kinh niệm Phật gì đó mà nếu lớn tiếng quá cũng ảnh hưởng đến những nhà sớm thì họ cũng sẽ không vui, cũng ghét chúng ta, vân vân. Rồi đến cái khổ muốn mà không được, khi mà chúng ta thèm muốn, ham muốn một thứ gì đó trên thế gian này mà chúng ta không đạt được, chúng ta cũng thấy khổ. Muốn danh, muốn lợi, danh văn, lợi vương, tình ái, tình yêu, tình thân, tình cảm, tiền bạc, vật chất, vân vân. Muốn mà không được là khổ, nhưng đôi khi chúng ta được rồi thì càng khổ hơn. Thí dụ chúng ta muốn danh, khi mà có danh chúng ta nổi tiếng quá thì đi đâu cũng sẽ bị nhiều người làm phiền, rồi nhiều người soi mói đời tư, đời sống riêng của chúng ta thì cũng là khổ. Rồi lợi, lợi ích, lợi dưỡng, khi mà chúng ta sống xa hoa phung phí, ăn uống thái quá thì cũng sẽ giảm thọ, dẫn đến bệnh tật, cũng là không tốt. Rồi tình ái, tình yêu, tình thân, tình cảm, vân vân. Nếu mà những người chìm đắm trong ái dục xa đọa, hay là nhiều vợ, nhiều chồng, nhiều con thì cũng là phiền não, cũng khổ. Tâm trí của họ sẽ bị phân tán, bị phiền não rất là nhiều, khó mà tịnh tâm được. Và nếu những người mà sa đọa, sống nó sống trụy lạc, thắt loạn quá, ăn nhậu cờ bạc, ăn chơi trụy lạc, hút chích, ma túy, vân vân, thì chắc chắn sẽ đoản mệnh, giảm thọ, giảm phước, giảm lộc. Rồi tiền bạc, chúng ta không có tiền là khổ, không có phương tiện để sinh sống trong cuộc đời. Nhưng mà khi mà chúng ta giàu có quá, tiền tài vật chất quá nhiều thì cũng sẽ lo âu nhiều, sợ mất, sợ bị cướp, rồi phải phân chia tài sản, sau này khi lớn tuổi phải chia tài sản cho những người thân, thường của cải nhiều chắc chắn sẽ có tranh chấp, cũng là khổ. Rồi mà lúc sống cũng phải suy nghĩ tính toán để mà sao sử dụng những của cải vật chất này. Cho nên Phật mới chỉ là con đường trung đạo để chúng ta tu hành giải thoát, là ăn vừa đủ, mặc vừa đủ, ở vừa đủ, thiểu dục chi túc, biết đủ thường vui, sống đơn giản cho tâm hồn thanh thản, thì chúng ta quay về giới định huệ, tín hành nguyện, chúng ta cố gắng tinh tấn lấy giới làm thầy,
quyết chí là chúng ta sẽ thực hành được và đi được trên con đường an vui giác ngộ giải thoát ngay đời này kiếp này. Rồi đến cái khổ là bị thân ngũ uẩn chúng ta hành khổ, là mỗi ngày cái thân xác chúng ta luôn đòi hỏi. Ngũ uẩn là gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là sắc thân, sắc trần. Thọ là thọ cảm, tưởng là tư tưởng, hành là hành động, thức là ai là giải thích, tâm thức là nhớ nghĩ tưởng. Mỗi ngày khi chúng ta tiếp xúc với sắc trần, sắc thân hương vị xúc pháp thì đều sẽ dẫn đến thọ cảm, là chúng ta muốn thỏa mãn những thứ đó. Mắt thích nhìn những hình sắc xinh đẹp, tai thích nghe âm thanh hay, lưỡi thích nếm những vị ngon ngọt, mũi thích ngửi mùi thơm. Thân thích xúc chạm êm ái mịn màng, ý muốn thỏa mãn những tư tưởng mà chưa được thỏa mãn ở trong đầu của chúng ta. Rồi những thứ này nó huân tập sẽ lưu vào trong tâm thức nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Cho nên sở dĩ nhiều người mà nghiệp nặng nhiều đời nhiều kiếp thì kiếp này khó giác ngộ tu hành, khó tu hành, khó nhất tâm hơn là những người mà có duyên với Phật, những người nghiệp nhẹ. Nên những hành động thiện ác vì chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, và trong kiếp này từ nhỏ tới lớn nó vẫn còn lưu giữ trong cái ý thức của mỗi người chúng ta. Và đến khi cận tử nghiệp, cái nghiệp thiện, nghiệp ác nó sẽ trổ ra nếu mà cái nghiệp thiện nhiều hơn. Khi sống chúng ta hành thiện nhiều, tu tâm nhận tánh, tu như thực đức, niệm Phật nhiều thì nó sẽ khởi lên niệm Phật, tiếng niệm Phật thì chúng ta sẽ được vãng sanh về cực lạc quốc. Còn nếu như đời này kiếp này mà chúng ta tạo nhiều ác nghiệp hơn là thiện nghiệp thì lúc lâm chung những nghiệp ác sẽ khởi lên, sẽ kéo chúng ta xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên cái phần tâm hồn, tâm thức của chúng ta, nhớ nghĩ tưởng của chúng ta là quan trọng nhất. Còn thân xác của chúng ta thì nó cũng gần như là tay sai của cái tâm hồn mà thôi. Cái tâm của chúng ta đi trước, cái thân xác chúng ta mới đi theo sau. Cho nên thân khẩu ý, chúng ta quay về ý là quan trọng nhất. Nên cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng cho năm đêm ví dụ như là tứ diệu đế phát chánh đạo, bán được tám con đường chân chánh để mà thoát khổ. Tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo thì cũng quy về giới định huệ, nhân lễ nghĩa chí tiến. Lấy giới làm thầy, nhưng mà quan trọng là chúng ta có chịu làm và có quyết chí hành hay không thôi. Tại vì thế gian này là cõi dục, cõi của tham muốn dục vọng, cho nên nếu mà chúng ta muốn chống lại, muốn thắng được cái tham muốn dục vọng của chúng ta thì nó sẽ khó. Còn nếu chúng ta muốn xuôi theo dòng nước, xuôi theo dòng đời, thỏa mãn những ham muốn trần tục của mình thì rất là dễ. Cho nên bởi vậy chúng ta mới kêu là con người, phần con là phần dục vọng của chúng ta, phần người là phần lý trí. Nếu chúng ta
nghiêng về phần con nhiều hơn thì chúng ta sẽ sai đọa trong luân, còn nếu chúng ta nghiêng về phần lý trí nhiều hơn thì chúng ta sẽ thăng hoa cảnh giới lên. Cho nên những vị thánh nhân từ xưa đến nay thì họ cũng mang cái xác phàm như con người chúng ta thôi, họ chỉ hơn là ở phần tâm trí, ở phần trí huệ. Mà Phật dạy thì trí huệ, Phật tánh người người đều có, nhưng mà chỉ vì những tham muốn trần tục mà che mờ đi cái trí huệ, cái Phật tánh của mỗi người chúng ta mà thôi. Cho nên người khổ lý trí biết giảm thiểu, biết buông bỏ bất những tham muốn trần tục để trở về với chân tâm bổn tánh, Phật tánh, thượng đế tánh của chính mình, tự tánh vốn thanh tịnh của mình, là người khôn ngoan nhất. Còn nói chi tiết về tứ diệu đế bát chánh đạo thì chắc là để lần sau, vào những cái dịp khác. Mùng 1 ngày 15 thì đa phần người ta sẽ đi chùa chiền đền miếu để tịnh tâm rồi ăn chay để cho tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng bớt, để mà bớt nghiệp sát. Tại vì những ngày này thì cái ánh sáng của mặt trăng nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của người, ảnh hưởng đến sóng biển, làm cho tham muốn dục vọng của người chúng ta trỗi lên nhiều hơn, thì chúng ta sẽ tạo nhiều ác nghiệp hơn. Cho nên thường người ta ăn chay, đi chủ trì định miếu là việc thiện, và những ngày này là có lý do như vậy. Nhưng mà khi chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta cố gắng tu tâm kiện tánh, tu nhân tích đức mỗi ngày, chứ không phải là chỉ còn ở trong vài ngày trong tháng, mùng 1, 14, 15, 30, 18, 19, v.v. Chúng ta cố gắng giữ được càng nhiều giới càng tốt thì tâm chúng ta sẽ càng thanh tịnh hơn, bớt phiền não, bớt khổ đau, bớt tội lỗi hơn. Thì ngay đời này, kiếp này chúng ta sẽ giải thoát, và khi lâm chung chúng ta sẽ vãng sanh về nước Cực Lạc Quốc, có nước yên vui, không còn luân hồi sanh tử, không trầm luân trong đời khổ. Nguyện cầu cho tất cả mọi người và thể chúng sanh đều thân tâm thường thanh thản, an lạc vô sự. Rồi sớm ngày hoàn toàn giác ngộ thể thoát, viên mãn khỏi khổ đau, phiền não, sinh tử, luân hồi. Đồng thành thánh đạo, Phật đạo, và đều vãng sanh về Cực Lạc Quốc, cõi nước yên vui khi hết báo thân này. Om Mani Padme Hum. Quy mệnh viên ngọc như ý, tâm tâm như hoa sen thanh tịnh, tự ngã thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sakya Muni Buddha. Satup Satup. Lành thay, lành thay. Quý hóa thay. Cho nên tốt nhất mỗi ngày chúng ta, nếu mà có nhín ra được ít thời gian để mà tĩnh tâm, tụng kinh, thì chú, niệm Phật hay là thiền định gì đó cũng tốt. Khi mà chúng ta trở về với cái tâm thanh tịnh của mình được 15-20 phút, nửa tiếng gì đó, lâu hơn nữa thì càng tốt, để cho tâm hồn chúng ta được sáng suốt, thanh tịnh, để chúng ta không bị mê lầm và đi vào những đường ma lối quỷ. Rồi mỗi nhà mỗi người chúng ta cố gắng, nếu mà mua được một máy niệm Phật, lá Bồ Đề được nữa thì càng tốt.
để mở vừa đủ để nghe mỗi ngày hỗ trợ chúng ta tĩnh tâm hơn được nữa thì càng tốt. Như là chuyển hóa được những sinh linh mà ở trong cái phạm vi gần sẽ tạo công đức rất là nhiều. Nam.